Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Văn Giả Đồng ơi. Hôm nay hai chị em Duyên sẽ đứng ra đại diện cho bé Như gửi 50 phần xôi mặn với nước ô long đến cho các bé ở xóm Duyên luôn nha ông bà cô chú. Thì nhân dịp này là các bé đã cũng thi cuối năm xong hết rồi, bây giờ là nghỉ hè đó ông bà cô chú ơi. Thì bé Như muốn gửi phần quà này đến cho các bé ăn lấy thảo chung với Như luôn nha. Thì Duyên thay mặt cho các bé ở đây gửi lời cảm ơn đến bé Như rất là nhiều luôn. Chúc bé Như thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, cố gắng lúc nào cũng được học giỏi, chăm ngoan hết luôn. Thì sau mặn hôm nay là gồm là có trứng cút, lạc xưởng, chả lụa, trà bông, con ruốc, thêm hành phi với lại mỡ hành nữa cho nó thơm. Mình xịt thêm miếng nước tương nữa cho nó vừa ăn luôn. Giờ đó là hai chị em Duyên sẽ thay mặt cho bé Như để gửi tặng cho các bé luôn nha. Thì hôm nay là bé Như gửi tặng những phần xôi mặn đến với lại nước ô long cho các em. Các em có mừng không? Mừng. Vui không? Vui. Có đứa nào lãnh thưởng giơ tay lên coi. Quá dữ, học cũng dữ lắm nha. Rồi bây giờ là Duyên sẽ thay mặt cho Như để gửi tặng luôn nha. Rồi bà Khía lấy một chai nước, bỏ vô bọc rồi lên lấy cái muỗng để vô bịch đi. Đó. Con nữa. Tụi con là cảm ơn bạn Như nha. Dạ. Khoan, chị để chị gỡ cái này nha. Hảo không nha. Hảo. Cái này nha. Chưa. Để giờ gỡ những cái màng bọc thực phẩm này ra cái đã. Chà ô long thích không? Hảo thích không? Thích chà ô long. Vậy hả? Hảo thích chà ô long. Nè, xịt nước tương cho hai luôn đi. Xịt luôn hả? Chờ xíu nha. Dạ, chị phải cho con ruốc lên. Con phi. Chà bông. Chúng tốt rồi. Ôi. Lạc xưởng. Nè. Quá hấp dẫn nha. Rồi, đây cho gửi ba Khía nha, chúc ba Khía ngon miệng nha. Rồi, tới Hảo nè. Cảm ơn mà nhỏ. Đó. Cỡ này á, trời rất là nóng nực. Gì vậy? Nóng. Nóng hả? Nóng não chưa? Chưa hả? Mắc cười anh lắm. Mỗi lần đi học cái nóng não quá. Này, hè. Học năm nay có lãnh thưởng không? Lãnh thưởng. Lãnh được mấy cuốn? Nhiều cuốn. Nhiều lắm hả? Trời ơi. Nóng não nghỉ hoài mà cũng được nhiều cuốn nữa. Lớn rồi. Quá giỏi. Đây, lấy cái muỗng bỏ vô bọc luôn đó Nga ơi. Nè, muỗng nè. Rồi, đúng rồi. Rồi, đây, bỏ vô. Rồi, chúc Nga ngon miệng nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Đã học được hạng mấy bé Miêu? Sao không biết? Sao không biết? Học được thằng 7. Vậy hả? Thằng 7 lần hả? Đứa nào mồ hôi cũng tùm tướp hết trơn. Có gì nữa ta? Có rồi. Mỡ hành. Rồi, mỡ hành hai trang trước rồi. Đây, cho gửi bé Miêu. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn.
Đây, chiều nay mà ăn rồi hộp xôi này gọi là no tới chiều luôn. Dạ. Có trứng là thích à. Rồi. Đây con, dạch ra con lấy muỗng chưa? Rồi lấy muỗng bỏ vô. Tại sao? Quá giỏi. Cỡ này á mấy đứa nó nghỉ học cho nên là đứa nào cũng được đông đủ hết trơn á. Đây, giặt bọc ra con. Đây. Ừ, cảm ơn chị Như. Cái muỗng kìa. Bỏ đúng không? Rồi lấy muỗng bỏ vô con. Sao không chở con mèo xuống Thảo? Dạ. Không chở mèo đi với. Chở được. Chở mẹ chở mèo không được. Nó không biết dịnh. Gì hả? Nó rồi đây cho chị gửi nè. Đây bạch rồi bọc ra đi chị để vô cho. Ừ. Rồi. Tại Viền muốn cho tụi nhỏ đông đủ đó rồi cho nên là Viền gán đợi tới kỷ hè Viền mới trao luôn. Như là cái món quà khích lệ tinh thần cho mấy đứa nha. Cố gắng học giỏi nha. Đây, cho chị gửi nè. Được không? Em để cái thao xôi qua đây nè, để hộp qua bển. Từ từ cũng tới à, đừng gấp nha. Đây cho chị gửi nè Long. Gì đau lưng lắm hả? Đứng lên. Ở trang sơn. Rồi đây cho chị gửi luôn nè. À, chúc ngon miệng luôn nha. Đây, cho chị gửi em. Rồi, chúc mừng miệng nha. Đây, gửi cho ba giá luôn. Ba giá cảm ơn. Cảm ơn ơi. Cái chim miểu mà. Cái chim miểu không Út? Đúng không? Rồi, chúc em ngon miệng luôn nha. Đứa nào mà ẻ ẻ dữ vậy? Rồi, đây cho chị gửi. Rồi, ngon miệng nha. Người đàn ông của Ba Định. Đúng không?
cho chị gửi luôn đi. Để cái nước bỏ vô. Rồi, chúc con miệng luôn. Đây, gửi luôn Ti ơi. Rồi, chúc Ti ngon miệng luôn nha. Rồi, đây Ti. Cho chị gửi. Lấy cái nước luôn nha Ti. Rồi. Chúc ngon miệng luôn. Rồi, đây cho chị gửi luôn nè. Rồi, lấy mũ cho con. Rồi, chúc ngon miệng luôn. Đợi bạn gì hả? Ba cái trứng cút luôn. Đây, cho chị gửi. Rồi, chúc ngon miệng luôn nha. Đây, bé bé nào. Rồi, đây cho cô gửi. Rồi, lấy chai nước luôn. Cái món này mấy đứa nhỏ nó rất là thích. Với lại gà rán. Đây cho chị gửi. Rồi. Đây. Rồi. Chúc ngon miệng luôn nha. Đây, cái gì gọi đâu? Cảm ơn. Rồi, chúc ngon miệng. Đây cho chị gửi. Cảm ơn. Đây, để em khỏi lấy bọc. Khỏi lấy bọc ha. Rồi, lấy cái muỗng luôn nha. Rồi, lấy chai nước luôn. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúc con ngon miệng luôn. Đắt, thật cô đắt. Lấy muỗng luôn đi cô đó. Cầm muỗng đi cô. Đây, để chị gọi đắt nè. Rồi, chúc đắt ngon miệng luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi đây cho chị gọi. Lấy muỗng luôn đi Ngọc. Rồi chúc em ngon miệng luôn rồi. Lấy bọc cho Suka luôn đi bác. Mình bọc ra cho Suka đi. Nè Suka ơi. Nè. Đây đây. Bỏ vô. Ừ. Rồi Suka cảm ơn đi. Cảm ơn chị. Đây cho chị gửi. Bạch bọc ra đi chị để vô cho. Rồi chút con miệng luôn. Cảm ơn. Đây. Rồi chúc em ngon miệng luôn nha. Lấy chai nước, chai nước, chai nước. Lấy cái muỗng luôn. Thằng nha, tao là chồng nha. Vậy đó. Rồi đây cho chị gửi em luôn. Rồi lấy chai nước luôn nha. Rồi đây bé bơ. Rồi chai nước luôn bé bơ ơi. Có muỗng chưa? Chưa. Có muỗng để vô. Đây. Rồi đây cho chị gửi luôn nè em ơi. Rồi chúc ngon miệng luôn nha. Dạ còn mười mấy đứa luôn nữa bảy. Còn mười mấy đứa nữa lận. Còn đông lắm. Rồi đây cho chị gửi nha thầy. Con cảm ơn. Rồi. Lấy cái bọc đi để chai nước vô đi. Có bọc ha, có bọc rồi ha. Có bọc. À, rồi. Rồi lấy muỗng chưa? Rồi cho chị gửi. Dạ cảm ơn. Rồi. Đứng ngắn lại, con lấy bọc đi, con lấy bọc để vô đi, con để vô cho. Ừ, lấy bọc để vô. Lấy gai từ từ, yêu cầu một đứa nó dài là bắt đầu lặn lát là từ từ xuống nè. Dạ. Đây, dạy bọc ra, dạy bọc ra. Rồi. Rồi sao, nhận quà rồi sao? Quá giỏi. Lùi lùi xuống chút xíu con. Ờ, lùi xuống làm cho nó mát. Đây, cho chị gửi em. Có lấy muỗng chưa nha? Ờ, rồi, chúc con ngon miệng. Rồi. Nè, đứng ngay ngắn nè, đứng ngay ngắn nè. Tập trung đi, tập trung đi. Giặt
mập ra để chai nước vô đi con. Rồi lấy chai nước để vô đi. Chai nước đi trước đi rồi các cô để cái hộp sau vô. Rồi, lấy muỗng chưa? Con tự khỏi phải không? Không. Rồi, chúc con miệng luôn. Vợ tôi đúng đến hai một. Điện nó đúng có nè, phải vợ. Mình chọi chọi. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Tay mà nó bay xuống đây. Đúng rồi, đúng rồi. Tới liền. Nó sợ hết không à. Đứa nào cũng có phần. Rồi đây cho cô gửi rồi. Chúc ngon miệng luôn. Sợ. Chen là giận nghỉ cho luôn đó. Cho xa luôn đó. Mình phải là học sinh là mình phải chấp hành nghiêm chỉnh. Ai trước tới trước. Phải không? Con lấy chai nước con để vô đi. Đây. Rồi. Con cảm ơn. Rồi, chúc con miệng. Có lấy muỗng thì lấy muỗng nè con. Muỗng đó. Đông lắm chị Tươi ơi. Bảy người ở trong. Đây, chị gửi luôn. Ghiết ghiết tay lên Dương ơi. Rồi đây cho gửi em luôn. Chúc con miệng luôn nha. Rồi đây cho chị gửi. Rồi chúc con miệng nha. Năm phần nữa. À, đây cho chị gửi luôn. Lấy muỗng chưa? Em cảm ơn. Đây cho chị gửi em luôn. Qua không? Dạ cảm ơn. Không hả? Rồi còn 5 chai nước nữa. Dương ăn không? Cho hộp nè. Còn 5 hộp nữa giờ dù sẽ vô hộp luôn đi cả nhà. Vô hộp luôn đi Dương ơi. Rồi đây tụi con lấy bọc bỏ chai nước vô đi rồi cái cô dạ. Rồi nè. Qua, wow. Lấy chai nước bỏ vô chưa? Này. Rồi, lấy muỗng để vô luôn nha con. Đây. Lấy muỗng để vô. Nói là bé Như gửi tặng là cảm ơn bạn Như. Rồi. Cảm ơn bạn Như. Quá giỏi. Rồi, lấy muỗng, lấy muỗng. Rồi, xong hết rồi ông bà cô chú ơi. Thì 50 phần xoài mặn với lại nước ô long bé Như cũng đã gửi tặng xong rồi đó. Vậy thôi một lần nữa cũng thay mặt mấy bé ở đây gửi lời cảm ơn đến bé Như rất là nhiều luôn. Chúc Như và gia đình lúc nào cũng được nhiều sức khỏe. Diền cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.